Xin chào mọi người, mình là Mỹ Uyên, chào mừng mọi người quay trở lại với Mr. Zero. Khi các ngôi sao sử dụng skill chân sáo đá pen, Quý Ngọc Hải thể hiện bản lĩnh của người đeo băng đội trưởng khi ghi bàn theo kiểu sút penalty nhảy chân sáo. Kỹ thuật Quý Ngọc Hải sử dụng khi đứng trên chấm phạt đền xuất phát từ tiền vệ tài hoa Jorginho của câu lạc bộ Chelsea. Sau đó đến lượt thần tượng của chính Ngọc Hải, đội trưởng Sergio Ramos của câu lạc bộ Real Madrid thực hiện thành công liên tiếp. Bằng cách nhảy lên trước khi sút, người thực hiện kỹ thuật sẽ khiến thủ môn đối phương bị mất tập trung và không đoán được bóng sẽ bay về hướng nào. Cũng chính vì thế mà những cú sút theo kỹ thuật như này thực sự rất khó để cản phá. Jorginho mới đá hỏng một lần, còn Sergio Ramos chưa hỏng lần nào. Nếu thấy video hay, hãy để lại cho chúng tôi một like, share và subscribe. Hẹn mọi người ở các video tiếp theo. Penalty là một trò chơi cân não, trong đó người đứng trước chấm đá phạt luôn phải chịu một áp lực không hề nhỏ. Tuy nhiên, đây cũng là cơ hội để những cầu thủ này thể hiện tinh thần thép của mình. Có những người thích sút thật mạnh bằng mu bàn chân để quả bóng lao đi xé gió và áp đảo tinh thần đối thủ. Có những người lại thích dẻo thủ môn đối phương bằng một cú bấm bóng nhẹ nhàng vào chính giữa khung thành. Chung quy lại, các cầu thủ sẽ làm mọi cách để khiến thủ môn đối phương lúng túng, mất tập trung, làm giảm thiểu tối đa khả năng bị bắt bài, qua đó vừa tiết kiệm sức lực, vừa tăng khả năng thành công. Và rồi, điều đó thôi thúc các cầu thủ sáng tạo không ngừng trong những lần thực hiện penalty. Cứ như thế, những pha đá pen bá đạo ra đời. Ngay bây giờ, hãy cùng Mr. Zero nhìn lại top những pha đá pen bá đạo nhất trong lịch sử bóng đá mà người sút phải có tâm lý cũng như trạng thái tinh thần cực kỳ tốt mới có thể thực hiện được. Jorginho với Huddersfield. Với những người mới xem Jorginho thi đấu thì chắc hẳn sẽ bị choáng ngợp với cách cầu thủ này thực hiện kỹ thuật trên chấm penalty ở chiến thắng 3-0 trước Huddersfield cùng với Chelsea trong trận ra quân tại Premier League mùa giải 2018-2019. Giống như một thí sinh đi thi mà biết trước đề, Jorginho thực hiện nhiệm vụ đá phạt đền với sự thoải mái hoàn toàn. Việc bay trên không dù là trong tích tắc đã góp phần giúp tâm trí anh lâng lâng trước khi tiến vào bước quan trọng nhất. Đương nhiên, đặt chân trụ không vững là sai lầm tối kỵ khi sút bóng, và chỉ một cầu thủ vô cùng tự tin vào kỹ thuật của mình mới dám sút ngay sau khi chân trụ vừa đáp từ trên không xuống như tiền vệ sinh năm 1991 này. Quế Ngọc Hải với Indonesia. Và phong cách nhún nhảy trên chấm phạt đền của Jorginho được Quế Ngọc Hải tái hiện không ít lần trong màu áo đội tuyển quốc gia Việt Nam. Ở phút 53 của trận đấu giữa Việt Nam và Indonesia tại vòng loại World Cup 2022, tuyển Việt Nam được hưởng một quả đá phạt đền sau khi Janto Basna đốn ngã hùng dũng trong vòng cấm của Indonesia. Người được giao trọng trách sút phạt 11m, không ai khác chính là đội trưởng Quế Ngọc Hải. Đối mặt với thủ thành Muhammad Rico, Hải Quế lạnh lùng bước từng bước chậm rãi, rồi trước khi chạm bóng, anh bất ngờ thực hiện cú nhảy chân sáo. Động tác này của trung vệ mang băng đội trưởng khiến Rico bị đánh lừa. Thủ thành của Indonesia chủ đích di chuyển về góc phải, còn Quế Ngọc Hải bình tĩnh đưa bóng về hướng ngược lại. Đây không phải là lần đầu tiên mà cầu thủ đang khoác áo câu lạc bộ Viettel đá phạt đền kiểu này. Còn nhớ hồi đội tuyển quốc gia Việt Nam thi đấu tại Asian Cup 2019, Quế Ngọc Hải đã sút tung lưới Zeman, đem lại hy vọng đi tiếp cho đoàn quân cờ đỏ sao vàng. 5 tháng sau, anh lại sút tung lưới Curacao cũng nhờ kỹ thuật nhảy chân sáo. Bàn thắng đó khiến các cổ động viên Thái Lan đội lốt fan Curacao trên khán đài phải nín lặng. Paul Pogba với Young Boys. MU khởi đầu chiến dịch Champions League mùa giải 2018-2019 bằng chuyến làm khách tới Young Boys, Thụy Sĩ. Vượt qua những yếu tố bất lợi như mặt sân cỏ nhân tạo hay sức ép ngạt thở của các cổ động viên chủ nhà, Quỷ Đỏ đã chơi một trận cầu đúng với đẳng cấp của mình và có chiến thắng cách biệt 3-0. Người hùng của trận đấu chính là Paul Pogba khi tiền vệ người Pháp lập cú đúp và kiến tạo bàn còn lại cho Anthony Martial. Tuy nhiên, không chỉ ghi dấu ấn ở cả 3 bàn thắng, Paul Pogba còn để lại ấn tượng mạnh đối với các cổ động viên bởi cú sút penalty chẳng giống ai của mình. Cụ thể, ở phút 44 trên sân Stade de Suisse, sau khi đặt bóng lên chấm 11m, cầu thủ mang áo số 6 đã chạy bước nhỏ cực kỳ chậm rãi, giống như cách các vận động viên nhảy cao hay nhảy xa thực hiện bước chạy đà trước khi tung chân sút bóng vào lưới. Theo thống kê của các chuyên gia bóng đá, để thực hiện màn sút phạt đền kỳ quái đến mức khó chịu này, Pogba đã phải bước đến 26 bước rồi mới thực hiện pha dứt điểm. Aric Aduric với Valladolid. Phút 45 của trận đấu giữa Athletic Bilbao và Real Valladolid trong khuôn khổ vòng 17 La Liga 2018-2019, đội chủ nhà Bilbao được hưởng penalty. Lão tướng sinh năm 1981, Aric Aduric lãnh trách nhiệm thực hiện đá quả phạt đền. Ngay sau tiếng còi của trọng tài, cầu thủ này đưa chân về phía sau
vờ như chuẩn bị chạy đà. Nhưng rất bất ngờ, Aric Aduric chỉ lùi đúng một bước rồi vung chân sút luôn. Động tác của tiền đạo mang áo số 20 khiến thủ môn đối phương bất ngờ. Dù đổ người trúng hướng nhưng anh vẫn không kịp để ngăn cản cú sút của Aric Aduric. Macias Adamiat với TVN. Thêm một pha đá penalty cực dị nữa xuất phát từ vị trí của Macias Adamiat. Chạy đà, tung chân phải với một lực rất căng nhưng lại dùng chân trụ để sút bóng. Cú đá 11m của cầu thủ thuộc biên chế của đội TVB thuộc giải vô địch Ba Lan đã không cho thủ môn đối phương một cơ hội cản phá nào. Jonas Jonikan với FC Sembat. Jonas Jonikan, cầu thủ trẻ người Thụy Sĩ khoác áo FC Ba, đã ghi bàn thắng hoàn hảo vào lưới FC Sembat, đồng thời khuyến mại cho người xem màn nhào lộn ngay sau khi sút bóng. Pha nhào lộn đẹp mắt này của anh chàng sau đó đã được cư dân mạng chia sẻ với tốc độ chóng mặt. Messi Suarez với Celta Vigo. Trong một trận đấu mà Barcelona dễ dàng vùi dập Celta Vigo 6-1 trên thánh địa Nou Camp để giữ vững ngôi đầu bảng sau vòng 24 La Liga mùa giải 2015-2016, thì Messi gây chú ý với màn phối hợp ghi bàn độc đáo cùng Luis Suarez. Cụ thể, trong pha đá phạt 11m ở phút 82, thay vì sút thẳng, tiền đạo người Argentina lại chuyền ngang để đồng đội băng lên ghi bàn nâng tỷ số lên 4-1. Dù pha chiếu chậm cho thấy Suarez phạm luật khi ghi bàn, nhưng không thể phủ nhận hai cầu thủ Barca đã có pha biểu diễn khiến giới mộ điệu vô cùng phấn khích. Neymar với Remio Barueri. Từ tình huống Santos được hưởng 11m ở trận gặp Remio Barueri tại Cúp Quốc gia Brazil năm 2013, Neymar đã thực hiện thành công theo đúng thương hiệu của Cristiano Ronaldo và Mario Balotelli, tức là dừng lại một nhịp khiến thủ môn lỡ đà trước khi nhẹ nhàng đưa bóng vào lưới. Asad Ali với Afghanistan. Trận đấu trên vị trí thứ 3 giữa Maldives và Afghanistan tại giải AFC Challenge Cup 2014 diễn ra vô cùng hấp dẫn. Sau khi ghi hòa một đều ở 120 phút, hai đội phải bước vào loạt đá luân lưu để phân thắng bại. Trên chấm phạt đền, tình huống đáng chú ý nhất là pha thực hiện của cầu thủ khoác áo số 12 Asad Ali. Tiền đạo của Maldives đã chạy đà và bất ngờ ngã rất chuyên nghiệp trước khi thực hiện cú sút đánh lừa thủ môn Mansour Faquiria. Luis Bahamut và Deportivo Anzoátegui. Bahamut đã thực hiện một cú sút phạt đền được đánh giá là dị chưa từng có trong trận đấu giao hữu giữa Luis Figo XE Team và Deportivo Anzoátegui năm 2013. Cựu cầu thủ người Bồ Đào Nha chạy đà bình thường, vung chân sút như thật, nhưng đó chỉ là động tác giả của Bahamut trước khi dứt điểm vào góc xa khiến thủ môn đối phương trở tay không kịp. Sút phạt đền dễ hay khó, câu hỏi muôn thuở không bao giờ có lời giải đáp. Giữa cuộc đấu một đối một, kỹ năng sút bóng rất quan trọng, nhưng vấn đề tâm lý vẫn quan trọng hơn hết.
Bằng việc sáng tạo ra những pha sút bên bá đạo như những cầu thủ trên đây, có thể sẽ phần nào giúp họ giảm áp lực, tạo tâm lý thoải mái hơn, từ đó tăng khả năng thành công cũng như cống hiến cho người hâm mộ những pha bóng đẹp mắt mà không phải ai cũng làm được. Vừa rồi, Mr. Zero đã điểm qua những màn sút penalty bá đạo nhất trong lịch sử bóng đá. Bạn thích tình huống nào nhất? Hãy để lại bình luận ngay phía bên dưới video nhé. Đừng quên nhấn subscribe cũng như bật chuông thông báo để đón xem những clip hấp dẫn khác từ Mr. Zero. Xin chào và hẹn gặp lại.